liên quan đến việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng có buổi giám sát tại huyện Trần Đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Thời gian qua, việc thực hiện các chính sách quy định pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân bị tác động bởi dự án được huyện triển khai kịp thời, công khai minh bạch, đúng quy định. Đến nay đã thực hiện chi trả giải phóng mặt bằng đạt 97% diện tích. Các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng cơ bản đồng thuận với chủ trương chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên, hiện nay huyện vẫn còn gặp một số khó khăn như vẫn còn một số hộ chưa đồng ý với mức giá bồi thường, một số hộ đồng ý nhận tiền bồi thường nhưng với điều kiện nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại hoặc tạo điều kiện cho hộ có nguồn nước để sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Kết luận buổi làm việc, đoàn ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện của huyện. Bên cạnh đó, đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình bị ảnh hưởng của dự án, đồng thuận và chấp hành đúng chủ trương, quy định của pháp luật, rà soát các thủ tục, hồ sơ pháp lý đảm bảo đúng quy định. Đối với các khó khăn của huyện, đoàn ghi nhận để phản ánh về trên. Tiếp đó, đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng đã có buổi làm việc về thực hiện chính sách pháp luật công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tại huyện Mỹ Tú. Từ khi triển khai dự án, huyện ủy, ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo huyện luôn tăng cường công tác chỉ đạo, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện dự án. Đa số người dân thống nhất chủ trương chấp hành các quy định của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có chiều dài qua địa bàn huyện Mỹ Tú là 23,62 km. Tổng số hộ bị ảnh hưởng 590 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Tính đến cuối tháng 10 đã thực hiện chi trả đền bù giải phóng mặt bằng cho 555 hộ với diện tích 119,23 ha, đạt 96% diện tích, với số tiền 241,5 tỷ đồng. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những vấn đề còn khó khăn của huyện, trong việc một số người dân chưa thống nhất giữa giá đất, cây trồng, vật kiến trúc và những văn bản của pháp luật được áp dụng trong quá trình thực hiện.